Xin chào các bạn, hôm nay mình có một số phụ kiện nhặt bãi mình xin giới thiệu các bạn. Giá là mình báo trên video, giá này là mình chưa có phí ship một đơn là 30k, mình có ship code toàn quốc. Sau đây là mình xin giới thiệu mẻ đầu tiên này nhé các bạn. Mẻ số 1 gồm 4 phao nha, 4 phao này. Màu rất là đẹp nhé. Một phao gỗ này. Còn rất là mới nha. Phao 2 này. Phao 3 này. Phao này còn mới này, nó có nắp chụp. Phao 4 này nha. Đó. Phao này thì kéo lên kéo xuống này đó. Đồ dài. 4 phao. Mẻ số 1 này có giá là 120k. Mẻ 1. 120k nha, 4 phao. Tiếp theo là mẻ số 2. Mẻ số 2 này thì mình có một cái cần rút nha. Một cây rút. Cái này chất liệu là bằng carbon nha, carbon này là carbon hỗn hợp. Màu đỏ này nha các bạn. Cái này có chiều dài là 1m8 nha. Thu gọn là 40 mấy cm nha, 45 cm này. Tay cầm. Bắt vặn này nha. Đó. Khoen này. Màu này. Bên trong của cần này nha. Đó. Cần còn rất là mới nha. Phần đọt này nha. Đọt cứng là 15. Cứng là 15-20 lần nha. Cái này có nếp chụp luôn này nha các bạn. Cây số 2. Số 2 này có giá là 220k. Số 2 220k. Tiếp theo là số 3. Số 3 này thì một cây đai que nha. Một cây câu tôm đai que này. Đai que, tay cầm này nha. Bát này. Bát là bát Fuji luôn nha. Đó, đó. Bát Fuji này nó để này. Fuji. Bát chập này nha các bạn. Một cây câu tôm màu đỏ luôn này. Đó. Cái này có chiều dài là 1 mét nha. Chiều dài 1 mét. Câu tôm đọt rất là nhỏ này. Đó. Cái này thu gọn là 25cm nha, 1 gram hơn này. 25cm, cây này có cái ống này nữa. Đây que. Cây số 3. Số 3 này có giá là 200k. Số 3 200k. Tiếp theo là cây số 4. Mẹ số 4 là cây cần. Cây cần này là chiều dài là 2m1 này nha. 2m1. Bát là bát vàng nha. Chất liệu là bằng carbon, carbon này là hỗn hợp nha. Không phải là nguyên 100% carbon đâu. Này tầm khoảng 7 mấy 80 thôi. Chiều dài là 2m1 nha, đó. Bên trong còn khá là mới đẹp này. Đọt màu xanh luôn này. Bên trong này màu đen. Phần đọt này nha các bạn. Đọt cứng cái này là 20 nha, cứng 20. Cái này thu gọn là 60cm. Cái này thu gọn là 60cm nha. Thu gọn 60cm. Có nếp chụp này. Cây số 4. Số 4 này có giá là 240k. Số 4 240k. Chiều dài là 2m1. Tiếp theo là số 5. Số 5 này là một mẻ phao nha. Phao đèn này nha. Màu rất đẹp nha. Ban đêm này nó, ban đêm nó sẽ ra màu như thế này nha. Không sử dụng thì mình quay cái đầu cắm là nha nó. Này có một cái hạt vòng chặn cao su này nha, cái này nó không có vô nước đâu.
số 5 này có giá là 200k, số 5 200k một phao đèn. Tiếp theo là mẻ số 6 thì mình có lưỡi này nha các bạn, hai hộp lưỡi màu vàng này nha. Này cũng khá là nhiều này, nó lưỡi vàng này nha các bạn, này mình không có đếm hết được nha. Đó. Nhiều lắm. Lưỡi này chắc tương đương lưỡi số 7 nha. Đó. Khá là nhỏ nha. Này lưỡi số 5 số 6 vậy này, đó, nhỏ hơn một tí nha. Mình bán hai hộp này luôn nha các bạn. Hai hộp mẻ số 6 này có giá là 120k này. 120k hai hộp lưỡi vàng này luôn nha. Đó. Tiếp theo là mẻ 7. Mẻ 7 thì mình có một số mồi nha. 4 con mồi nha. Hai con ếch này, hai con nhái này. Một con tôm này nha các bạn, với một con cá này. Đó. 6 lưỡi này nha, hai bên hai ngành đó. Màu rất là đẹp nha. Này. Mẻ cá. Tiếp theo là tôm. Tôm này thì một con tôm mềm nha. Đó, mềm này. Lưỡi này nha. Rất là đẹp nha. Đó, như thật con tôm này, rất là đẹp. Hai con nha. Này là đó. Hai con này nữa, hai này cũng mềm này. Đó. Là 4 con này nha các bạn, mình bán luôn 4 con này nha. 4 con này là 150k, mẹ số 7 150k nha, 150k số 7. Tiếp theo là mẹ số 8 thì mình có một số phao nha. 8 thì mình có 4 phao nữa nha các bạn, phao cỏ này đó. Họ rất đẹp nha. Cái này mới này. Phao này cũng khá đẹp. Tay cầm này nha. Đó. Ôi mẹ số 8. Số 8 này có giá là 150k. Số 8 150k. Tiếp theo là mẹ số 9. Mẹ số 9 thì mình có một cùng dây BE này nha. Dây này đã sử dụng rồi nè. Còn khá là mới nha. Đó. Dây này rất là chắc bền nha. Câu biển luôn nè. Dây bên Nhật nha. Dây này chắc tầm khoảng 150m. Đó. Con này thì mình có quấn thử một con máy 6000 này nha các bạn. Con máy 6000. Đầy cối nha. 6000. Số 9 nha, số 9. Cuộn này thì 150k nha. 150k. Số 9 này. Số 9 150k. Tiếp theo là mẹ số 10. Số 10 thì mình có một cuộn dây 500m nha. Rút tròn này nè. 500m tải là 10,5 kg ké này. Dây là 4 chấm nha. Dây số 4 này 0.32 5mm. Dây vô nữa này. Đó, dây của nó này nha. Cuộn số 10 này có giá là 100k, 500m lần nha. Khá là nhiều. 100k, 500m. Tiếp theo là mẻ 11. 11 thì mình có hai cuộn dây 100m, mỗi cuộn là 100m, dây 4 chấm luôn nha. Tải được 10,5 kg ké. Dây này. Hai cuộn này là một màu đỏ với màu trắng này nha. Màu đỏ trắng. Số 11. 11 này có giá là 100k. Hai cuộn như thế này nha. Mỗi cuộn 100m. 11 100k. Trắng đỏ. Và video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình
hoặc là để lại dưới bình luận mẻ phụ kiện kèm số điện thoại nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.